từ tuổi thơ nghèo khó và xa cha mẹ của chính mình, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mở trường nuôi dạy 1.000 trẻ mồ côi do Covid-19. Ông Trương Gia Bình là một doanh nhân người Việt Nam, hiện tại đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Sáng lập Công ty Cổ phần FPT, tức Tập đoàn FPT. Bên cạnh đó, ông còn là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục FPT, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Ngoài ra, ông còn là phó giáo sư, tiến sĩ, từng là trưởng khoa quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Ông Trương Gia Bình được mệnh danh là linh hồn, thuyền trưởng của FPT, dẫn dắt tập đoàn công nghệ này đi từ con số 0 đạt được những thành tựu như hiện tại. Tiểu sử của ông Trương Gia Bình. Ông Trương Gia Bình sinh ngày 19 tháng 5 năm 1956 trong một gia đình tri thức tại Nghệ An, quê quán xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông chính là con trai của vị bác sĩ nổi tiếng Trương Gia Thọ. Ông sống ở Hà Nội từ năm 2 tuổi tại ngôi nhà ban đầu ở số 91 phố Thợ Nhuộm và nay đang cư trú tại số 10 Đặng Thái Mai, Tây Hồ. Thời phổ thông, ông là học sinh chuyên toán tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội và tốt nghiệp khoa toán cơ trường Đại học Tổng hợp Moscow, Nga năm 1979, bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Moscow năm 1983. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu phó giáo sư năm 1991. Sau khi được nhận tấm bằng tiến sĩ toán lý tại Nga, ông Bình quyết định về nước và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Việt Nam. Sau nhiều năm học tập và nghiên cứu khoa học, năm 1988, ông Bình đã đưa ra quyết định rẽ hướng sang kinh doanh, khi ấy ông 32 tuổi. Sự nghiệp Trương Gia Bình. Thời điểm năm 1988, ông cùng với các kỹ sư và nhà khoa học khác thành lập công ty công nghệ thực phẩm, kinh doanh mảng thực phẩm, đồ ăn chăn nuôi tại Việt Nam từ số tiền vay mượn của giáo sư Vũ Đình Cự. Công ty này chính là tiền thân của FPT ngày nay. Nói về cú rẽ ngang mang tính lịch sử thay đổi cuộc đời này, ông chia sẻ, cuộc sống của một nhà khoa học thời điểm đó rất khó khăn, chính bản thân cảm thấy rằng những nghiên cứu đó không giúp được gì cho đất nước mình. Vậy nên, khi thấy cơ hội ở ngay trước mắt, vị tiến sĩ gốc Nghệ đã đưa ra quyết định trở thành một doanh nhân dựa trên các mối quan hệ của một nhà khoa học. Thuở mới khởi nghiệp, công ty của ông kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, từ thức ăn chăn nuôi cho đến buôn ô tô, sắt thép. Khi ấy, trong bối cảnh Việt Nam còn là một nước nông nghiệp, nên ông đã định hướng cho công ty theo hướng phát triển mảng thực phẩm. Công việc kinh doanh thực phẩm, đồ ăn cho chăn nuôi tại Việt Nam của ông dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển theo xu hướng tốt. Đến năm 1995, khi nhận thấy những tiềm năng phát triển của lĩnh vực tin học, ông Bình đã quyết định chuyển hướng đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ viễn thông. Đến năm 2002, công ty của ông đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Để tập trung mảng phát triển công nghệ, FPT rút dần ở mảng thương mại chứ không kết hợp cả hai như thời gian ban đầu. Từ năm 1988 đến năm 2002, ông Bình là giám đốc công ty FPT, sau đó chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc FPT. Trong nhiệm kỳ 2017 đến 2022, ông vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là vị thuyền trưởng dẫn đầu đưa ra các quyết sách, phương hướng phát triển cho tập đoàn. FPT sau hơn 30 năm xây dựng thì nay đã trở thành một trong những công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam. Với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là công nghệ thông tin và viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63 trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia. Sự thành công của FPT ngày hôm nay có công rất lớn của người đứng đầu tập đoàn, ông Trương Gia Bình. Có thể nhận thấy điều khác biệt nhất của vị doanh nhân này
chính là ở xuất phát điểm khi Trương Gia Bình có cuộc đời, sự nghiệp gắn chặt với việc học và làm nghiên cứu khoa học. Ngay cả khi sang nước ngoài du học, ông cũng lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học và phải đến năm 32 tuổi mới bắt đầu những chuỗi ngày khởi nghiệp làm kinh doanh. Có lẽ vậy nên con đường đi đến thành công như ngày hôm nay của ông cũng khó khăn và vất vả hơn những người cùng thế hệ khác. Với xuất phát điểm đầy khác biệt, ông Bình đã tạo nên một phong cách kinh doanh mang cái chất của người trí thức điển hình. Từng trải qua nhiều sóng gió trên thương trường trong vai trò lãnh đạo của FPT, đến hiện tại, khi đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn thường xuyên xuất hiện tại các tọa đàm về khởi nghiệp để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Gia đình của Trương Gia Bình. Ông Trương Gia Bình có người vợ hiện tại là bà Nguyễn Tuyết Mai. Hiện bà Mai đang là chủ tịch công ty du lịch Video Tour. Chị gái của ông Trương Gia Bình là bà Trương Thị Thanh Thanh. Trước khi gia nhập FPT, bà là giảng viên Đại học Tổng hợp và là giảng viên chính của Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là một trong 5 người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2012. Là một doanh nhân nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng, nhưng ông Trương Gia Bình là người khá kín tiếng và không tiết lộ nhiều thông tin về chuyện gia đình cũng như đời tư của mình với truyền thông. Tài sản của ông Trương Gia Bình. Tính đến ngày 18 tháng 9 năm 2021, với trên 55 triệu cổ phiếu FPT đang nắm giữ cùng 1,1 triệu cổ phiếu TPB, khối tài sản của ông Trương Gia Bình hiện đang có giá trị là 5.356 tỷ đồng. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đứng thứ 28 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Trước đó, tại thời điểm năm 2006, FPT chính thức lên sàn chứng khoán. Chỉ mất nửa tháng đã tăng giá trị cổ phiếu của mình lên gấp 46 lần so với ban đầu. Giá trị của công ty trên thị trường tăng 28.000 tỷ đồng, tương đương 1,75 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó. Với khối tài sản khoảng 2.400 tỷ đồng, ông Trương Gia Bình khi ấy đang nắm giữ cùng lúc hai chức vụ là chủ tịch và tổng giám đốc của FPT, đã trở thành người giàu nhất FPT và đồng thời là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Thành tích này cũng giúp ông Trương Gia Bình trở thành người mở hàng cho danh hiệu người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Chia sẻ tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021 tổ chức chiều 8 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch FPT đã cho biết: "Chúng tôi tự hào có 200 triệu phú đô la khi đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhân viên có được cuộc sống ấm no, lái xe công ty cũng có thể cho con đi du học. Phần lớn lãnh đạo các công ty công nghệ tại Việt Nam đều xuất thân từ FPT.